Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Huệ Vương bị Đức từ chối tiếp Ý đồ dẫn độ Nguyễn Thị Thanh Nhàn bế tắc Theo trang thông tin của Đại sứ quán Đức tại Hà Nội Vào ngày 4 tháng 8 thì vào cuối tháng 9 Đức sẽ đón tiếp ông Vương Đình Huệ Chủ tịch Quốc hội của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam Tuy nhiên, theo một nguồn tin riêng cung cấp cho Thời báo chấm được biết Chuyến thăm này đã bị hủy bỏ Nguyên nhân được thông báo là phía Đức không sắp xếp tiếp được đây được xem là lý do từ chối khéo. Được biết, phía Việt Nam cũng đã đối xử lạnh nhạt với chuyến thăm của ông Thủ tướng Đức tới Hà Nội vào hồi tháng 8 năm ngoái. Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đăng thông tin ông Vương Đình Huệ sẽ thăm Đức vào cuối tháng 9. Chuyện Tô Lâm mang quân sang tận Berlin để bắt cóc người một cách tùy tiện đã tạo ra sự căng thẳng ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Từ đó đến nay, tuy hai bên cũng đã có những nỗ lực xích lại gần nhau hơn, nhưng vẫn không thể nào trở lại được như mối quan hệ trước kia khi xảy ra vụ bắt cóc. Lẽ ra sau tiếp ông Thủ tướng Đức Olaf Scholz vào tháng 8 năm 2022, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam nên dẹp cái tôi để tiếp Thủ tướng một cường quốc hàng đầu trong khối EU cho tử tế. Nó có lợi cho Việt Nam hơn rất nhiều. Không biết chuyến thăm dự kiến của ông Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sang Đức để làm gì? Quốc hội Việt Nam chẳng khác nào đảng hội, bởi nó là cơ quan tập hợp toàn những người đại diện cho đảng và chính quyền. Nó chỉ là cơ quan lập pháp trá hình. Trong khi đó, Quốc hội Đức với hai viện là cơ quan lập pháp đúng nghĩa, đại diện cho dân. Cho nên, chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ nếu có thì cũng chẳng thể trao đổi được kinh nghiệm gì về vấn đề lập pháp giữa hai nước. Ông Huệ muốn rằng Đức là có mục đích khác mục đích truyền thông điệp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thông tin cho biết ông Vương Đình Huệ bị phía Đức từ chối tiếp với lý do bận. Nếu là vấn đề kinh tế đất nước thì giao bang ở cấp chính phủ, chứ chẳng ai lại kết nối ở hệ thống lập pháp. Chuyến đi dự kiến của ông Huệ được lên kế hoạch ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch của IC ra đổ thú. Cho nên, dưới quan sát đánh giá chuyến đi dự kiến của ông huệ chỉ là thuyết pháp để phía đức cho dẫn độ bà nguyễn thị thanh nhàn bởi nếu tổ chức bắt cóc một lần nữa trên lãnh thổ nước đức là rủi ro rất lớn cho chính quyền đảng cộng sản việt nam ông vương đình huệ và ông phạm minh chính là thủ tướng đương nhiệm được xem là hai con ngựa chiến trong cuộc đua song mã để cố dành cho được chiếc ghế tổng bí thư vào hai năm tới Hai ông này cũng đang ganh đua nhau chiếc ghế thủ tướng ở đại hội 13 và ông Huệ cuối cùng đã thất thế. Ông chính đã tạt sang chiếm lấy chiếc ghế quyền lực thứ hai. Nếu thông tin về chuyến thăm của Vương Đình Huệ sang Đức bị hủy là đúng thì được xem như cơ hội ông Huệ làm thuyết pháp với chính quyền Đức không còn. Hơn nữa, tờ Nhật Báo Thát cũng đã thông tin là phía Đức từ chối yêu cầu dẫn độ của Việt Nam. Cho nên, có thể nói cơ hội để chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam bắt được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là không cao, nếu không muốn nói là không thể. Hành động bắt cóc của ông Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam ở Đức đã gây ra căng thẳng ngoại giao giữa hai nước trong rất nhiều năm mà cho đến nay vẫn chưa hẳn gắn được. Thực ra, Chủ tịch Quốc hội của Việt Nam đối với các nước dân chủ là kém giá trị nhất. Trong tứ trụ của triều đình Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu ông Vương Đình Huệ sang Đức cũng chỉ làm cho người đứng đầu cơ quan lập pháp Đức tốn thời gian vô ích mà thôi. Lập pháp Việt Nam chẳng có giá trị gì để cho lập pháp Đức học hỏi, còn lập pháp Đức cũng không thể giúp gì cho lập pháp Việt Nam, bởi vì độc tài và dân chủ không thể nào có điểm chung. Cho nên, phía Đức từ chối cũng là lẽ hợp lý. Bài toán dẫn độ bà Nhàn đang bế tắc, có đánh giá cho rằng nếu bà Nhàn rơi vào tay Tô Lâm thì xem như ván cờ chính trị thượng tầng ngã ngũ. Nhưng nếu bà Nhàn vẫn trốn ít nhất là cho đến đại hội 14 sau hơn 2 năm nữa, thì cơ hội trong Thủ tướng Phạm Minh Chính vẫn đang còn. Có như thế thì cuộc chiến song mã mới hấp dẫn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Huệ Vương bị Đức từ chối tiếp, ý đồ dẫn độ Nguyễn Thị Thanh Nhàn bế tắc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo .de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin mới nửa nhiệm kỳ chính phủ đã tả tơi bốn phụ tá dụng hết ba, thủ tướng vẫn chưa gục ngã. Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính phủ đã trải qua 3 đời thủ tướng, tuy nhiên chưa đời thủ tướng nào bị công mạnh như đời ông Phạm Minh Chính. Các đời thủ tướng trước, thủ tướng không thay đổi gì suốt nhiệm kỳ, đặc biệt là nhóm phụ tá các cấp phó cho thủ tướng không bị đánh phá mạnh như hiện nay. Phố thủ tướng ban đầu giờ chỉ còn một người, ba người dụng hết giữ nhiệm kỳ trong tổng số cả 4 trong đó có một người được cho là bị thuốc chết. Ở nhiệm kỳ trước trong chính phủ của ông Nguyễn Xuân Phúc hay trước đó chính phủ của ông Nguyễn Tân Dũng thì thủ tướng có 5 phụ tá. Nhưng đến thời ông chính, chính phủ chỉ còn lại 4 cấp phó, điều đó nói là chỉ mới nửa nhiệm kỳ, chính phủ của ông Phạm Minh Chính đã lung lay dữ dội và đã có tới 3 cấp phó phải rời ghế, trong đó có 3 người thì có 2 người bị đánh cho ngã ngựa, một người dường như bị đánh thuốc cho đến nay chỉ có hai ghế phó thủ tướng có một người thay thế, còn ghế của ông Lê Văn Thành thì vẫn trống. Và hiện nay chưa có phó thủ tướng thường trực chính thức. Trong ba phó thủ tướng đương nhiệm hiện nay, chỉ có ông Lê Minh Khái được xem là người được ông Phạm Minh Chính tin tưởng và cũng là thành trì của ông Phạm Minh Chính hiện nay. Hai phó thủ tướng mới thay thế được cho là không phải là người do ông thủ tướng đã chọn, trong đó ông Trần Lưu Quang còn là một mối nguy tiềm tàng với ghế thủ tướng nếu ông Quang được bầu bổ sung vào bộ chính trị trong thời gian giữa nhiệm kỳ. Còn ông Trần Hồng Hà là người của nhóm nghệ tĩnh. Nhóm này cùng với nhóm nghệ an hiện nay đang rất được ông Tổng Bí Thư trọng dụng. Trụ Thủ tướng thời ông Phạm Minh Chính bị đánh phá quá mạnh. Vào ngày 30 tháng 6 năm 2017 khi đó, ông Phan Văn Sáu, Tổng Thanh tra Chính phủ lúc đó, đã kéo quân đến Quảng Ninh thanh tra mọi ngóc ngách của tỉnh này sau đó ông sáu bị bay chức tổng thanh tra chính phủ người thay thế ông phan văn sáu là ông lê minh khái có ý kiến cho rằng sau khi lên thay ông phan văn sáu thì chính lê minh khái đã ém kết quả thanh tra ở quảng ninh của người tiền nhiệm được biết không ít sai phạm ở quảng ninh thời ông phạm minh chính bị khôi ra khi ông lê minh khái không còn là thanh tra chính phủ trong đó có vụ ic của bà nguyễn thị thanh nhàn với bệnh viện sản nhi quảng ninh Đầu năm 2021, sau khi kết thúc Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì như thông lệ, ông Phạm Minh Chính là người đề xuất lên Quốc hội danh sách phó thủ tướng. Nhưng việc chọn người thay thế cho những phó thủ tướng đã dụng lại do bộ chính trị lựa chọn, sau đó triệu tập Trung ương Đảng họp bất thường và quyết định. Sự tác động của ông Phạm Minh Chính vào vị trí hai cấp phó mới chọn sau này không được sâu sắc cho lắm quyền quyết định nằm trong tay của bộ chính trị cho đến nay bốn phó thủ tướng được chọn đầu nhiệm kỳ đã dụng hết ba người điều này cho thấy chính phủ của ông phạm minh chính không yên ổn chút nào ông lê minh khái được xem là thành trì cuối cùng để bảo vệ cho trụ thủ tướng chưa có đời thủ tướng nào bị phe cánh khác đánh phá mạnh như thời ông phạm minh chính đang là tứ trụ không đều một trụ muốn lùa hết quyền lực về mình còn một ghế phó thủ tướng chống dông Lê Minh thành để lại nếu đưa được nguyễn thanh nghị vào thì có lẽ sức mạnh của chân trụ thủ tướng được bù đắp phần nào tuy nhiên nếu nguyễn thanh nghị không nắm được chức phó thủ tướng cho ông phạm minh chính mà lại để cho một người khác hay thậm chí vì rằng co mà đành phải bỏ trống thì xem ra nhiệm vụ trèo trống đi hết nhiệm kỳ đối với ông thủ tướng là khá gian nan đã từ lâu người dân ví triều đình cộng sản như một cơ thể sống của một động vật bốn chân nên mới xuất hiện cụm từ tứ trụ triều đình để chỉ bốn cái chân ấy mà bất cứ con vật bốn chân nào muốn vững thì phải phân bổ tải trong bản thân đều lên cả bốn trụ tuy nhiên ở bốn chân trụ của đảng cộng sản việt nam thì không có sự phân chia đồng đều chân trụ tổng bí thư quyết bắn phá chân trụ thủ tướng mục đích là muốn thâu tóm hết quyền lực để đặt lên một trụ duy nhất, ba trụ còn lại chỉ là như những cái chân gỗ mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin mới nửa nhiệm kỳ chính phủ đã tả tơi bốn phụ tá dụng hết bà thủ tướng vẫn chưa gục ngã. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề